Bài kinh số 84, kinh Madhura. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Mahakakana trú ở Madhura tại rừng Gunda, vua Madhura Avantibhuta được nghe như sau. Sa môn Mahakakana trú ở Madhura tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả Kakana. Tôn giả là bậc hiền giả, bậc trí giả, thông minh, đa văn, nói năng lưu loát, nhà biện tài lão luyện, bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán. Thật tốt lành thai, được ý kiến một vị A-la-hán như vậy. Rồi vua Madhura Avantibhuta cho thắng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng, và đi ra khỏi Madhura với quy vệ của bậc đại dương để ý kiến tôn giả Mahakakana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe được. Rồi xuống xe, đi bộ, đi đến chỗ tôn giả Mahakakana. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với tôn giả Mahakakana. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Madhura Avantibhuta thưa với tôn giả Mahakakana. Thưa tôn giả Kakana, các vị Bà La Môn đã nói như sau. Chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên. Ở đây, tôn giả Kakana đã nói gì? Thưa đại dương, đây chỉ là một âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng sanh tối thượng, chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh Bà La Môn không như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên, các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, tạo tác bởi Phạm Thiên, thừa từ Phạm Thiên. Đây chỉ là một pháp môn. Với pháp môn này, cần được hiểu như là một âm thanh ở đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Như trên, thừa từ Phạm Thiên. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu có người khác đi ra, sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người thi gia khác là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể là một vị Bà La Môn, hay người ấy có thể là một vị Vesa, hay người ấy có thể là một Suda, là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người Khatiya sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hai bạc, người ấy có thể có một người Khatiya khác là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Người ấy cũng có thể có một người Bà La Môn, hay người ấy có thể có một Vesa, hay người ấy có thể có một người Suddan là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu có một Bà La Môn sống sung túc với tài sản ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Bà La Môn khác là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một vị Khatiya, hay người ấy có thể có một vị Vesa, hay người ấy có thể có một người Suddha là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người Bà La Môn sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Bà La Môn khác là người hầu hạ trung thành. Dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể
có một vị Khatiya, hai người ấy có thể có một vị Vesa, hai người ấy có thể có một vị Suddha, là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu có một Vesa sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Vesa khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một Khatiya, hay người ấy có thể có một Bà La Môn, hay người ấy có thể có một Suddha là người hầu hạ thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người Vesa sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Vesa khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một người Khatiya, hay người ấy có thể có một người Bà La Môn, hay người ấy có thể có một người Suddha là người hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại dương, đại dương thế nào? Nếu có một người Suddha sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Suddha khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một Khatiya, hay người ấy có thể có một người Bà La Môn, hay người ấy có thể có một người Vesa là người hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa tôn giả Kakana, nếu có người Suddha sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người Suddha khác là hầu hạ trung thành, dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Hay người ấy có thể có một Khatiya, hay người ấy có thể có một Bà La Môn, hay người ấy có thể có một người Vesa là người hầu trung thành, dậy thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây đại dương có ý nghĩ như thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Kakana, nếu sự tình là vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây tôi không có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại dương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, như trên. Thưa tự phạm, thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây có người Khatiya sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục không? Hay không phải thác sanh? Hay ở đây đại dương nghĩ thế nào? Người Khatiya, thưa tôn giả Kakana, sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Ở đây đối tôi là vậy. Và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. Lành thay thưa đại dương. Lành thay đại dương. Ở đây, đối với đại dương là vậy. Và lành thay như vậy là điều đại dương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây có người Bà-la-môn, ở đây có người Vesa, ở đây có người Đa sát sanh, lấy của không cho, tà hành trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, có sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? Hay không phải thác sanh? Hay ở đây đại dương nghĩ thế nào? Người Suddha, thưa tôn giả Kakana, sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ,
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. Lành thay thưa đại dương, lành thay đại dương. Ở đây đối với đại dương là vậy, và lành thay như vậy là điều đại dương đã nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại dương có ý nghĩ như thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Kakana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại dương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Như trên, thưa tự Phạm Thiên. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây có người Khatiya từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, có chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này hay không? Hay không thể thác sanh? Hay ở đây đại dương nghĩ thế nào? Người Khatiya, thưa tôn giả Kakana, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận. Theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị La Hán. Lành thay thưa đại dương. Lành thay đại dương. Ở đây, đối với đại dương là vậy, và lành thay như vậy là điều đại dương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây, nếu có vị Bà-la-môn, ở đây, nếu có vị Vesa, ở đây, nếu có vị Suda, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận. Theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy có thể sanh thiện thú thiên giới cõi đời này hay không? Hay không thể thác sanh? Hay ở đây đại dương nghĩ thế nào? Người Suddha, thưa tôn giả Kakana, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến. Sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. Lành thay, thưa đại dương. Lành thay, đại dương. Ở đây, đối với đại dương là vậy, và lành thay như vậy là điều đại dương đã được nghe từ các vị A-la-hán. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây, đại dương có ý nghĩ thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Kakana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại dương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Như trên, là thừa tự Phạm Thiên. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khatiya đột nhập nhà cửa, cướp giật đồ đạc, hành động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn hay tư thông vợ người. Và nếu có người bắt người ấy và dẫn người ấy đến trước mặt đại dương và thưa, tâu đại dương, đây là kẻ ăn trộm, đã làm hại đến đại dương. Nếu đại dương muốn, hãy hình phạt nó. Hay đại dương đối xử với người ấy như thế nào? Thưa tôn giả Kakana, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, chúng tôi sẽ tẩn xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Kakana, danh xưng Khatiya mà xưa kia người ấy được gọi đã biến mất, nay người ấy
chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây người Bà La Môn, ở đây người Vesa, ở đây người Sudda đột nhập nhà cửa, hay cướp giật đồ đạc, hay hành động kẻ cướp, hay phục kích các đường lớn, hay tư thông vợ người. Và nếu có người bắt người ấy dẫn đến trước mặt đại dương và thưa: tâu đại dương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến đại dương. Nếu đại dương muốn, hãy hình phạt nó. Hay đại dương đối xử với nó như thế nào? Thưa tôn giả Kakkana, chúng tôi sẽ chém giết người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, hay chúng tôi sẽ tẩn suốt người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy theo tội trạng. Vì sao vậy, thưa tôn giả Kakkana? Danh xưng Sudda mà xưa kia người ấy đã được gọi đã biến mất. Nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và ở đây đại dương có ý nghĩ gì? Thật vậy, thưa tôn giả Kakkana, nếu sự tình là vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại dương, vấn đề này cần phải được hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt, như trên, là thừa tự phạm thiên. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây, vị Khathiya, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, chỉ ăn một bữa, sống phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp. Đại dương đối xử với vị ấy như thế nào? Thưa tôn giả Kakkana, tôi sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sàn tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy, thưa Kakkana? Danh xưng Khathiya mà xưa kia vị ấy được gọi đã biến mất. Nay vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Ở đây người Bà La Môn, ở đây người Vesa, ở đây người Sudda, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn ngày một bữa, sống phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, đại dương đối xử với vị ấy như thế nào? Thưa tôn giả, tôi sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy. Bốn loại đồ dùng như y phục, ẩm thực, sàn tọa, y dược trị bệnh, hay chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao vậy, thưa tôn giả Kakkana? Danh xưng Sudda mà xưa kia vị ấy đã được gọi, đã biến mất. Nay vị ấy chỉ được gọi là một vị sa môn. Thưa đại dương nghĩ thế nào? Nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng hay không đồng đẳng? Và đại dương, ở đây, đại dương có ý nghĩ như thế nào? Thật vậy, thưa tôn giả Kakkana, nếu sự tình là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi không thấy có sự sai biệt gì. Do pháp môn này, thưa đại dương, vấn đề này cần phải hiểu như âm thanh ở trên đời. Câu nói, chỉ có Bà La Môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là bạch chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà La Môn không phải như vậy. Các Bà La Môn là con Phạm Thiên. Các Bà La Môn là con chính tông của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng, sinh ra từ Phạm Thiên, thừa tự Phạm Thiên. Khi được nói vậy, vua Madhura Avantibhuta thưa với tôn giả Maha Kakkana: thật với diệu thai, tôn giả Kakkana, thật với diệu thai, tôn giả Kakkana. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Kakkana dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Kakkana, quy y pháp, quy y tỷ kheo tăng. Mong tôn giả Kakkana nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa đại dương chớ có quy y tôi.
Đại Dương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. Thưa Tôn giả Kakkada, nay bậc Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, nay đã nhập Niết Bàn rồi, thưa Đại Dương. Thưa Tôn giả Kakkada, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 10 Jojana, chúng tôi sẽ đi 10 Jojana để ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa Tôn giả Kakkada, nếu chúng tôi được nghe Thế Tôn ở xa 20 Jojana, 30 Jojana, 40 Jojana, 50 Jojana, chúng tôi sẽ đi 50 Jojana để ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa Tôn giả Kakkada, vì rằng Tôn đã nhập Niết Bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết Bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tỷ Kheo Tăng. Mong Tôn giả Kakkada nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Madura thứ 84.